Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Chuyện Tùng Vui TV. Và ở trong rất là nhiều những cái video mình đã chia sẻ về cho các bạn rất là nhiều những cái dòng pin bi-gen khác nhau, nào là bi-gen dung lượng chuẩn, rồi là bi-gen dung lượng cao. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn một cái siêu phẩm mà mình nghĩ là sẽ rất là nhiều bạn bất ngờ. Và cái siêu phẩm này sẽ được độc quyền tại cửa hàng của Điện Thoại Vui. Đó chính là một viên pin bi-gen dung lượng siêu siêu khủng mà mình đang có trên tay ngày hôm nay. Ok, và bây giờ thì mình cùng với các bạn sẽ cùng mở hộp cái viên pin siêu khủng này ra để thử xem là nó có cái điều gì đặc biệt và có đáng để cho chúng ta sử dụng nhé. Và sau cái video lần này thì mình cũng sẽ tiếp tục làm một cái bài tốt pin để thử xem là với một cái viên pin dung lượng siêu khủng này thì nó sẽ trụ được trong bao lâu. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên chúng ta sẽ đi từ bên ngoài vào. Thì ở bên ngoài thì cái hộp của viên pin bi-gen kích cỡ thì nó vẫn là như vậy. Và đối với cái viên pin này thì nó sẽ thay đổi một tí về phần cái bìa, và chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết nhé. Ở trên cùng các bạn sẽ lưu ý cho mình những cái tem mà các bạn phải có để chứng thực rằng đây là một viên pin xịn đến từ bi-gen chứ không phải là hợp pháp. Thì ở mặt trước chúng ta sẽ có logo của viên pin nằm ở đây. Ở trên sẽ là 3CEZ, thì đây sẽ là một cái chuỗi hệ thống thay pin của bi-gen. Tiếp theo đó chính là một cái tem bảo hiểm toàn cầu trị giá là 2 triệu đô. Và ở bên dưới nữa sẽ là một cái tem tròn chứng thực đây là một cái sản phẩm 100% là của bi-gen, không phải là hàng phát. Và cuối cùng sẽ là một cái tem này cũng là một cái tem chứng thực sản phẩm luôn. Ở bên dưới thì các bạn sẽ có một cái phần đó chính là Super Capacity Battery, có nghĩa là một cái pin dung lượng rất là cao. Và cái dòng này thì hiện tại nó có thêm một cái chữ đó chính là Plus để có thể biểu thị được cái dung lượng nó cao hơn. Và cái pin mình cầm ở trên tay đó chính là một cái pin dành cho iPhone 7 Plus. Và nó sẽ có cái mức dung lượng đó chính là 3500 mAh. Các bạn có thể thấy nó siêu khủng luôn. Và lúc trước thì pin của iPhone 7 Plus, pin chính hãng thì nó chỉ là 2900 mAh thôi. Lên cái mức pin dung lượng cao một tí thì mình nhớ là nó nằm ở tầm 2002-2003 tầm đó. Và cái viên pin này thì nó sẽ có cái mức dung lượng đó chính là 3500 mAh. Đó, một cái mức dung lượng siêu siêu khủng, và nó sẽ có cái tên chính thức tại thị trường Việt Nam đó chính là pin dung lượng siêu cao. Thì bạn cứ lên trang web của Điện Thoại Vui search thì nó sẽ ra cái dòng pin này và sẽ hỗ trợ cho từ iPhone 6 cho tới iPhone 7 Plus để bạn có thể tùy chọn lại thay thế nhá. Hiện tại thì mình có iPhone 7 Plus nên là mình mượn con pin này về để mình thử trên con iPhone 7 Plus của mình. Đó, rồi ở mặt sau thì đương nhiên là cũng vậy thôi, cũng kiểu thiết kế như những cái hộp khác, như những cái dòng pin khác của bi-gen đều có những cái tiêu chuẩn là test trong cái điều kiện nhiệt độ cao để đảm bảo được là cái viên pin này nó thực sự nó rất là tốt. Và cái sạc cao của nó thì tầm từ 500 cho tới 800 lần, các bạn sạc từ 500 đến 800 lần thì chúng ta sẽ phải thay. Thì trung bình nếu như viên pin này thì bạn sử dụng khoảng 2 năm thì chúng ta mới có thể thay cái viên pin bi-gen này. Tại vì 3.500 thì bạn có thể dùng hơn 1 ngày. Còn viên pin bình thường thì 1 ngày là chúng ta đã phải sạc rồi, nên là viên pin này hoàn toàn có thể cho bạn dùng hoàn toàn là 2 năm thì chúng ta mới có thể thay thế được. Và mặt sau thì cũng sẽ có một cái tem nữa, đó chính là tem bảo hiểm 2 triệu đô này, dành cho các sản phẩm của bi-gen, mà mình thấy họ làm rất là tốt cái công việc này. Tất cả những cái sản phẩm từ pin chuẩn cho tới pin dung lượng cao đều có cái tem này để cho người dùng đảm bảo được chất lượng nhá. Rồi, và ở thời điểm mà mình quay video này thì mình vẫn chưa có biết giá chính thức. Và nếu như những bạn nào mà quan tâm tới cái sản phẩm pin dung lượng siêu cao này thì bạn có thể lên trang web của Điện Thoại Vui và bọn mình sẽ cập nhật giá trên đó. Còn hiện tại thì mình vẫn chưa rõ là giá là bao nhiêu đây. Và ở trong hộp chúng ta sẽ có một cái viên pin bi-gen dung lượng siêu cao đó, dành cho iPhone 7 Plus. Và thêm vào đó chúng ta sẽ có hai cái miếng dán pin này. Tuy nhiên thì cái miếng này thì mình lại khá là thất vọng, tại vì là lúc trước là nguyên một miếng dài dọc cái pin này luôn, còn bây giờ thì lại cắt ra là hai miếng nhỏ này thì mình thấy nó không hợp lý cho lắm. Tuy nhiên thì nếu như các bạn thay pin ở Điện Thoại Vui á thì các anh kỹ thuật sẽ lấy cái miếng chuẩn á dán cho bạn để nó cố định nó tốt hơn. Rồi, ok, chúng ta sẽ cùng xem một tí. Đầu tiên đó chính là pin dành cho iPhone 7 Plus nè. Dòng điện đầu vào đó chính là 4.35V và đầu ra sẽ là 3.82. Mức dung lượng pin sẽ là đây, typical sẽ là 3500 mAh và có cái dung tích là 13.37W.
Đó, ở ngoài sau thì sẽ có một số những cái hạn chế, những cái các bạn không được làm đó, đó chính là không được vứt vào thùng rác, không được thả vào nước hay là cái gì đó thì ở trong phòng này. Đó là một số những cái mục về hạn chế. Và đặc biệt thì ở cái building này sẽ khác với những building khác một tí, đó chính là có cái logo con rồng nằm ở đây. Thì đối với những bạn nào mà chúng ta thay pin dung lượng cao và dung lượng siêu cao thì bạn có thể nhìn vào logo con rồng này để bạn có thể biết được đâu là cái pin dung lượng cao thôi và đây sẽ là pin dung lượng siêu cao nhé. Đó, thì về cái mặt trọng lượng mình cảm giác thì cái pin này nó cũng chỉ ngang ngửa với một cái pin chuẩn đến từ Apple thôi, nó không quá lớn. Và hiện tại thì mình ở đây mình không có một cái pin của Apple cho nên là mình không có so sánh được là chiều cao hay là bề ngang nó như thế nào. Thì khi mà mình mở ra mình thay để mình review cho bạn đó, thì mình sẽ tiến hành là so sánh để thử xem là nó cao thấp như thế nào nhé. Và các cái chân kết nối thì cũng vậy, và cái pin này sẽ là full màu đen theo một cái chuẩn riêng của Apple luôn. Ở trong này chúng ta vẫn có một cái tem chống hàng giả nữa để cho các bạn có thể xác định được đây là một cái pin chuẩn chính hãng. Ok, và như vậy thì mình vừa chia sẻ cho bạn cũng như là mơ hồ một cái pin dung lượng siêu cao đến từ Bizen, và cái pin này sẽ giảm dài thuộc về Plus và nó sẽ có mức dung lượng là 3.500 mAh. Những cái pin khác thuộc dòng từ iPhone 6 trở lên thì mình cũng đã có để một cái bảng về mức dung lượng để cho bạn có thể tham khảo rồi. Các bạn có thể coi ở trang web của Điện Thoại Vui hoặc là trên video của mình cũng được. Và sắp tới thì mình cũng sẽ làm một cái bài về đó chính là xả hết cái pin 3.500 mAh này với một cái pin dung lượng chuẩn đến để bộ để thử xem là cái pin này nó trụ được trong thời gian bao lâu nhé. Các bạn hãy chờ video này của mình. Và nếu như các bạn cảm thấy video của mình hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.